Nhãn xứ cho đến ý xứ, trong ba giai đoạn bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tự tánh nhãn xứ cho đến tự tánh ý xứ, ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tánh bình đẳng còn bất khả đắc. Huống gì tự tánh nhãn xứ cho đến tự tánh ý xứ ở giai đoạn trước sau giữa có thể đắc ư? Lại nữa, thiện hiện, sắc xứ cho đến pháp xứ ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Sắc xứ cho đến pháp xứ trong ba giai đoạn bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tự tánh sắc xứ cho đến tự tánh pháp xứ ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tánh bình đẳng còn bất khả đắc. Huống gì tự tánh sắc xứ cho đến tự tánh pháp xứ ở giai đoạn trước sau giữa có thể đắc ư? Lại nữa, thiện hiện, nhãn giới cho đến ý giới ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Nhãn giới cho đến ý giới trong ba giai đoạn bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tự tánh nhãn giới cho đến tự tánh ý giới ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tánh bình đẳng còn bất khả đắc. Huống gì tự tánh nhãn giới cho đến tự tánh ý giới ở giai đoạn trước sau giữa có thể đắc ư? Lại nữa, thiện hiện, sắc giới cho đến pháp giới ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Sắc giới cho đến pháp giới trong ba giai đoạn bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tự tánh sắc giới cho đến tự tánh pháp giới ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tánh bình đẳng còn bất khả đắc. Huống gì tự tánh sắc giới cho đến tự tánh pháp giới ở giai đoạn trước sau giữa có thể đắc ư? Lại nữa, thiện hiện, nhãn thức giới cho đến ý thức giới ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Nhãn thức giới cho đến ý thức giới trong ba giai đoạn bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tự tánh nhãn thức giới cho đến tự tánh ý thức giới ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tánh bình đẳng còn bất khả đắc. Huống gì tự tánh nhãn thức giới cho đến tự tánh ý thức giới ở giai đoạn trước sau giữa có thể đắc ư? Lại nữa, thiện hiện, nhãn xúc cho đến ý xúc ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Nhãn xúc cho đến ý xúc trong ba giai đoạn bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tự tánh nhãn xúc cho đến tự tánh ý xúc ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tánh bình đẳng còn bất khả đắc. Huống gì tự tánh nhãn xúc cho đến tự tánh ý xúc ở giai đoạn trước sau giữa có thể đắc ư? Lại nữa, thiện hiện, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra trong ba giai đoạn bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tự tánh các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến tự tánh các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tánh bình đẳng còn bất khả đắc. Huống gì tự tánh các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến tự tánh các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra ở giai đoạn trước sau giữa có thể đắc ư? Lại nữa, thiện hiện, địa giới cho đến thức giới ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Địa giới cho đến thức giới trong ba giai đoạn bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tự tánh địa giới cho đến tự tánh thức giới ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tánh bình đẳng còn bất khả đắc. Huống gì tự tánh địa giới cho đến tự tánh thức giới ở giai đoạn trước sau giữa có thể đắc ư? Lại nữa, thiện hiện, nhân duyên cho đến tăng thượng duyên ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Nhân duyên cho đến tăng thượng duyên trong ba giai đoạn bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tự tánh nhân duyên cho đến tự tánh tăng thượng duyên ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tánh bình đẳng còn bất khả đắc. Huống gì tự tánh nhân duyên cho đến tự tánh tăng thượng duyên ở giai đoạn trước sau giữa có thể đắc ư?
Lại nữa, thiện hiện vô minh cho đến lão tử ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vô minh cho đến lão tử trong ba giai đoạn bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tự tánh vô minh cho đến tự tánh lão tử ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tánh bình đẳng còn bất khả đắc. Huống gì tự tánh vô minh cho đến tự tánh lão tử ở giai đoạn trước sau giữa có thể đắc ư? Lại nữa, thiện hiện bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa trong ba giai đoạn bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tự tánh bố thí ba la mật đa cho đến tự tánh bát nhã ba la mật đa ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tánh bình đẳng còn bất khả đắc. Huống gì tự tánh bố thí ba la mật đa cho đến tự tánh bát nhã ba la mật đa ở giai đoạn trước sau giữa có thể đắc ư? Lại nữa, thiện hiện bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo trong ba giai đoạn bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tự tánh bốn niệm trụ cho đến tự tánh tám chi thánh đạo ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tánh bình đẳng còn bất khả đắc. Huống gì tự tánh bốn niệm trụ cho đến tự tánh tám chi thánh đạo ở giai đoạn trước sau giữa có thể đắc ư? Lại nữa, thiện hiện bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc trong ba giai đoạn bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tự tánh bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tánh bình đẳng còn bất khả đắc. Huống gì tự tánh bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc ở giai đoạn trước sau giữa có thể đắc ư? Lại nữa, thiện hiện pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện trong ba giai đoạn bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tự tánh pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện ở giai đoạn trước sau giữa còn bất khả đắc. Huống gì tự tánh pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện ở giai đoạn trước sau giữa có thể đắc ư? Lại nữa, thiện hiện tám giải thoát, chín định thứ đệ ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Tám giải thoát, chín định thứ đệ trong ba giai đoạn bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tự tánh tám giải thoát, chín định thứ đệ ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tánh bình đẳng còn bất khả đắc. Huống gì tự tánh tám giải thoát, chín định thứ đại ở giai đoạn trước sau giữa có thể đắc ư? Lại nữa, thiện hiện, tịnh quán địa cho đến Như Lai địa ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Tịnh quán địa cho đến Như Lai địa trong ba giai đoạn bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tự tánh tịnh quán địa cho đến tự tánh Như Lai địa ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tánh bình đẳng còn bất khả đắc.